Kính thưa chị Hương với lệ cùng gia đình, hôm nay thì lại tiếp tục nhận được là quà Tết của chị nữa. Mỗi phần quà Tết như là có 8 món thì gồm có là chả lụa, bánh tét, gạo, đường, dầu chiên và nhiều thứ. Nhân dịp là xuân sắp đến thì tôi chỉ biết thay mặt cho cơ sở anh em người mù ở đây gửi đến chị lời chúc an lành nhất và gia đình thì được thịnh vượng, con cháu thì được đề quề. Tôi xin thành thật lần nữa lại là thay mặt anh em cảm ơn chị và gia đình và những người đã gieo duyên chị với anh em cơ sở người mù chúng tôi. Tôi xin thành thật cảm ơn ạ. Mến chào quý cô chú anh chị cũng như các bạn đã dành thời gian theo dõi clip tiếp theo của Châu Bằng. Đặc biệt là mến chào chị Hương Linh đang định cư ở Bright Park, Dayton, Ohio, Mỹ. Sáng hôm nay em Bằng cũng như là anh Châu đang có mặt ở chỗ cơ sở, chỗ anh Bốn á, chỗ cơ sở massage người mù, cái địa chỉ là 36 khu Gia Tượng. Để thay mặt chị Hương để chuyển 7 phần quà cho 7 cô chú anh chị chỗ cái cơ sở massage này. Trước hết là cho em cảm ơn chị cũng như là Linsa, con gái của chị, với lại chị Lan cũng như là chị Sinh, bạn của chị vừa rồi trao tặng 32 phần quà cho hội người mù thị xã Ninh Hòa. Thì tiếp tục lại một lần nữa thì hôm nay thì trao tặng 7 phần cho quý bà con trong cái cơ sở massage của anh Bốn để có những cái món quà cuối năm để mà chuẩn bị đón một năm mới. Thì quà nó gồm có những gì là bây giờ chắc có lẽ là anh Châu vào bên trong để thay mặt chị để chuyển những phần quà đến cho quý anh chị. Ôi chào cả nhà nha. Bữa nay là rất vui gặp lại. Lính kỉnh đồ của chị Hương, mọi người có nhớ chị Hương không? Đó, được rồi, anh có gửi lời thăm chúc Tết đó, lúc em ghé đây có việc nè. Đó, quà các chị rất nhiều món quà Tết nha, rất là vui. Để em coi. Mỗi người được một bịch đường, đường cái tinh 1 kg. Dạ. Một bịch bánh gạo. Một đây gì đây? Mình cơ sở mình là 7 người đúng không? 7 người, có một chị là còn mất việc chưa tới. Ủa cái chị đi đâu Bốn hả? Đi xuất vườn để làm quà. Cái đây thì chỉ là cái người để phụ giúp sáng mắt, để phụ giúp mấy anh chị em trong trong cơ sở mình. Chị chị ở tổ cái ca tôi cái phiếu. Dạ. Ủa cái đó là cái gì anh Châu hả? Đây là chả. Chả lụa. Wow, chả lụa. Nè, đường nè. Bánh nè, chả lụa nè. Rồi một bao gạo thơm 5 kg. Chà. Có dưa món này nè. Nè, dưa món. Có bánh tét nữa nè, mọi người 2 cây. Đó. Mà bánh tét này là bánh tét người nhà của chị nấu nha, rất là chất lượng. Dạ. Một chai dầu ăn 1 lít. Dạ. Và một bịch mứt gừng. Wow. Yeah. Đây chỗ mình hay uống trà nè, thấy không? Bánh mứt dưa món. Rồi đó, ra Tết chưa? Ồ đã quá ha. Đầy đủ luôn á. Rồi bây giờ cho thay mặt chị Hương trao cho mỗi người nha. Đây con trai. Để đây. Con phụ giúp chú phát cho mỗi người con. Đó, cứ bánh hay mứt hay gì đó là đây. Đây. Trao bánh thôi, bánh gạo, còn bánh tét để đó chia sau với lại đường. Với lại dầu ăn chia sau nha. Này, bánh này tại vì cái này là nó ngon, là có thể xử được tại chỗ. Đó. Gạo đây con. Tiết anh Bốn. Đây anh đó, mình ôm vô vậy cho nó quý, cho con trà tận tay chứ chứ ra đâu nó tượng trưng được đó. Tính là chị Hương thì rất là chu đáo, rất chu đáo để mà rất là mua cực kỳ là nhiều món đồ. Thì thông qua này thì cũng cảm ơn chỗ chị Hiên. Chị Hiên là cháu của chị Hương á. Chị Hiên là đang ở Bình Tân mình anh Bốn ơi. Dạ thì cổ nhờ chị Hiên là mua mấy cái đồ mà lính ca linh kỉnh rất là nhiều món. Hình như là hôm nay là mỗi người là được 8 món anh Châu hả? Để coi. Này con.
để coi đếm lại nó nhiều quá, còn như 7-8 món gì đó. Đâu mức gừng ai chưa có? Có mức gừng món nè, có chả chả lụa nè, bánh mứt nè, mức gừng đó, mức gừng là ngon ghê. Mức gừng thấy thấy là gừng nhiều nè, ấm bụng nè. Chứ có nhiều chỗ đó làm đường nhiều quá ăn không ngon nè. Đây mời anh, còn cái này để riêng cho chị Uyên. Chả có đây, chả lụa này ăn với dưa món là y bài luôn nè. Cái anh thấy ăn dưa món cái này muốn để lâu bảo tủ lạnh thôi, bảo tủ lạnh ăn thôi. Đây mời anh đó, đây mời chị Thanh, được không? Ôm hết không? Ôm hết rồi, nó ôm hết rồi đây ôm nhá. Có ai còn thiếu? Đúng rồi, ôm hết rồi để cho bạn. Nhưng mà trước mắt là kia trào tận tay nè, tiếp sau cứ trao đề hết tận tay để cho hình ảnh nó. Đúng rồi. Chị Hương chỉ thấy là mọi người coi như là thay mặt chị Hương trao mà. Đây. Món chắc để anh bàn anh Châu rồi. Rồi. Vậy món để bảy hũ để trên bàn hết. Rồi. Và dầu ăn thì tí nữa là có dầu ăn với lại bánh tét thì chắc các anh các chị thì bỏ mỗi người bằng túi ni lông để dễ xách. Rồi, ok. Đây dầu ăn để đây. Đường, dầu ăn đường, đường cũng chắc là để hết trên bàn luôn. Đó. Đó, đường cắt trắng. Bánh tét cũng vậy. Chỗ mình tất niên chưa anh Bốn à? Chưa, hồi giờ không có tất niên. Mình mở cửa quanh năm mà. Thì bữa nay là tất niên đi, có bánh tét nè, vô món nè, làm mất tất niên luôn đi. Dạ như vậy là anh Châu chắc có lẽ là kiểm lại coi thư đủ mọi người 8 món không ạ? Đây. Đây là của chị trong cái thùng này để riêng cho chị Yên đây. Rồi dầu ăn, gạo, bánh, dưa món, chả lụa 5 món, mứt gừng 6 món, đường 7 món, bánh tét là 8. Ok là 8 món. Được rồi á, là tụi em có ra chỗ hội ngồi nên họa cũng trao rất là nhiều quà, cũng 7 món vậy. Nên bà con rất là vui. Rồi mà quà Tết gì thấy sao? Có không tiết ký Tết chưa? Quá vui luôn á. Đây, bên cạnh đó thì chị Hương rất là chu đáo, còn có quà cho tụi em nữa nè. Đây, cũng chia sẻ luôn. Đây là bánh cháu của chị ủng hộ. Dưa món, đây của Kiều. Của Kiều 2 hũ, chắc là mỗi đứa 1 hũ. Bánh là 4 gói. Bánh tét 4 đòn. Tức là cũng có quà nữa, với lại chả lụa. Quá ư là vui. Cảm ơn chị Hương cùng với gia đình rất là nhiều. Rồi ai có muốn gửi gắm gì đến chị Hương không thì cứ nói. Đây anh trưởng nhóm. Nói được chưa anh? Dạ, anh cứ nói. Kính thưa chị Hương với lại cùng gia đình ở cũng nhờ dịp cầu nói của anh Châu, anh Bằng và gia đình của chị ở Bình Tân thì đã giúp đỡ cho cơ sở người mù 6 anh em chúng tôi với đứa bé thì cũng đã nhiều lần. Hôm nay thì lại tiếp tục nhận được là quà Tết của chị nữa. Mỗi phần quà Tết như là có 8 món thì gồm có là chả lụa, bánh tét, gạo, đường, dầu chiên và nhiều thứ. Thì cũng không có gì hơn, nhân dịp là xuân sắp đến thì tôi chỉ biết thay mặt cho cơ sở anh em người mù ở đây gửi đến chị lời chúc an lành nhất và gia đình thì được thịnh vượng, con cháu thì được đề quề. Tôi xin thành thật lần nữa lại là thay mặt anh em cảm ơn chị và gia đình và những người đã gieo duyên chị với anh em cơ sở người mù chúng tôi. Tôi xin thành thật cảm ơn ạ. Mời anh Tránh, anh Tránh cầm mít. Cầm mít đây nè. Rồi anh từ anh đại diện giùm chị em bây giờ em. Rồi ok, rồi thì giờ còn ai nữa không? Ai muốn gửi rồi Tiến. Cầm mít nói luôn. Tiến được. Con thì thứ nhất là con xin cảm ơn cô Hương
và cảm ơn chú Châu và chú Bằng đã làm nhịp cầu kết nối cho những anh em ở đây và cơ sở của chúng con được món quà Tết. Thật sự là con cảm thấy rất là biết ơn và rất là hạnh phúc. Tại vì tới Tết rồi mà con ý là nhà con thì con không biết, nhưng mà con thì chưa có gì để ăn Tết riêng. Nhưng mà bây giờ nhận được món quà của cô gì thì con cảm thấy rất là biết ơn và rất là hạnh phúc. Bánh tét, đồ gạo, bánh gạo, gạo mà nói chung là rất là đầy đủ, rất là ấm áp tình yêu thương. Và nhất là bị mất gần rất là ấm lòng. Thì con cũng xin được cảm ơn cô, chúc cô thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Chúc chú Châu và chú Bằng ăn Tết có một cái Tết vui vẻ, an khang thịnh vượng và sự như ý, gặp nhiều thuận lợi và thành công cho cuộc sống. Và con xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi, mời chị Thanh. Dạ, em xin chào chị Hương và anh Châu Bằng, là luôn luôn làm nhịp cầu nối cho cơ sở bắt xe người mù của chúng em. Thì hôm nay em là Tinh Thanh được nhận món quà của chị Hương trao tặng là ngày Tết đến xuân về. Thì em không biết nói gì hơn, em rất là vui mừng, ấm áp vì đã có món quà để cho chúng em 3 ngày mùa xuân. Em rất là vui mừng. Thì hôm nay em thay mặt mà mọi người xin cảm ơn chị Hương và chúc chị Hương và anh Bằng, anh Châu luôn luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn thuận lợi trong cuộc sống. Dạ, em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị ạ. Rồi, rồi cảm ơn rất nhiều. Châu cũng xin thay mặt chị Hương chúc toàn thể các anh em trong cơ sở của anh Bốn một năm mới thật nhiều may mắn, một năm mới luôn luôn gặp sức khỏe dồi dào và luôn luôn tấn tài tấn lộc. Cơ sở mình đông khách và có để mà có cái thu nhập để tự lo cho cuộc sống của mình. Em cũng xin thay mặt bà con người mù ở cơ sở massage anh Bốn xin chân thành cảm ơn chị Hương và chúc chị Hương vô dài sức khỏe và gặp một có một năm mới gặp nhiều may mắn và mọi chuyện hanh thông, nhất là trong cái chuyện làm ăn, để mà chị có cái điều kiện tiếp tục ủng hộ bà con ở Nha Trang quê nhà.